Giáng sinh tới rồi, lên ngay tngshop.vn, click và nhận phần quà hàng ngày. Nhớ nha, hàng ngày các bạn sẽ nhận quân huy free và tham gia mua nick, tham gia event tuyệt vời ở trên shop tng.vn. Nếu các bạn chẳng may gặp sự cố, yên tâm sẽ được bồi hoàn lại 100%. Xin chào anh em. Liên tục là các bộ trang phục hoàn toàn free gửi đến cho chúng ta. Và người được lợi nhất đương nhiên là khán giả rồi. Ziu thần mộng mị, bộ trang phục free đến cho anh em từ ngày 23 tháng 12. Đơn giản anh em chỉ cần vào đó chính là đăng nhập 10 ngày. Vào điểm danh là có anh em. Trời ơi, đơn giản đúng không nào? Và nhiều bạn có hỏi, tiện đây thì S sẽ đáp luôn là tại sao các bạn không nhận được thêm? Bởi vì anh em xóa mất huy hiệu thêm rồi thì còn đâu ra ạ. Nhiều anh em lỡ xóa đi cả toang đấy. Trở về với Ziu nào. Ziu mặt ngáo các bạn ơi. Mặc dù hơi ngáo một chút và mặt cứ ngơ ngơ, hơi xấu một tẹo nhưng không sao anh em. Free là chúng ta quất hết. Anh em thấy không? Ngay từ ấy khâu cấm chọn thì Ziu mặt ngáo đã xuất hiện ở đây. Và chúng ta cần làm gì đó chính là chờ và điểm danh nhá. Vào ngay với trận đấu Ziu thôi. Bởi vì lâu lắm rồi thì S chưa gửi đến cho anh em về cái trận đấu Ziu nào rồi đúng không nào? Bởi vì dạo gần đây anh em chỉ biết đến Kera, Pain mà thôi, mà lại quên mất đó là Ziu. Góc trái mình của anh em là trang bị và bảo ngọc gợi ý một tẹo nhá. Đây là một cái kèo rất là thơm cho Floor. Mình xin ý. Chơi Ziu ấy thì cái quan trọng nhất là các bạn phải hướng xem kẻ địch có các con mồi ngon cho anh em hay không trước khi các bạn pick nhá. Trời ơi, gì vậy? Gì áp anh? Anh khí. Chưa gì đã gắt gỏng rồi anh em, kiểu này là phải chốt 5 mạng đi mà xem. Cướp rừng nào anh em ơi. Có vẻ như anh em không khoái cái vụ cướp cho lắm, nhưng mà thôi thì tôi cứ vào là cũng phải chơi nha các bạn. Hello anh Van, hay quá Grag ơi. Vậy là chúng ta được liên hoan Van Hên rồi. Tiếp tục các bạn. Khổ thân anh Ngộ, vừa gáy một cái thôi thì lại phải lên bảng rồi. Cái tầm này là tính đợi đấy anh em, không sao. Cơ hội đến đây rồi. Lính lên là làm gì? Lính lên là để trụ và ăn thịt bọn nó. Hay bạn ơi, kéo được đấy nhở. Úi trời ơi, tôi xong rồi. Xong rồi các bạn ơi. Pha vừa rồi là hơi ảo tưởng sức mạnh nhé các bạn. Trượt một cái nó out bằng chiêu 2 là không có nội tại để mà rút ra. Thôi lên đây trả thù nè. Mày vừa chơi tao hả bạn? Tiếp theo và tiếp đuổi đuổi, đánh. Nhưng mà nhớ là khi mà đối đầu với bọn như là Dexcha thì nhớ bọn nó quen chiêu cuối nhá. Nó bật chiêu cuối lên các bạn combo vào là thôi xong rồi rượm ơi. Và càng phải quan trọng hơn, khi mà cái địch toàn các vị tướng có khả năng sốc đa được kiểu thắng Ngộ đó anh em, thì cần phải hết sức chú ý. Trời ơi, anh Ngộ anh em thấy không? Anh Ngộ lên tận cái đường bot này để mà chơi. Không biết là mấy ông này có phải đổi đường hay không đây. Ngộ lên hỏi thăm với đường rồng. Có vẻ kèo này cũng không được thơm cho lắm ha. Tiếp tục farm đi các bạn. Cái quan trọng của Ziu ấy thì không phải là cấp độ 4 là các bạn đã có thể gọi là đủ sốc đan đâu. Các bạn còn cần phải sự trợ giúp của đồng đội. Ví dụ như anh Floor hay là các bạn khác hỗ trợ thêm đam thì chúng ta mới có thể đủ combo nhá. Chờ đợi là hạnh phúc để xem cái thằng Ngộ Không đây rồi anh em. Tôi thấy là Ngộ Không chuẩn bị bước qua đây và hello boy. Ui, thanh niên. À, thanh niên. Tôi không thì bạn đi thôi. Pha vừa rồi nó tàng hình kịp quá anh em. Chưa kịp chiêu cuối và lại nó quay lại vụt cho hai cái. Chứng tỏ một điều, cái con bài Ziu chúng ta màu giấy cũng phải dạng vừa đúng nhá. Các bạn nâng mắc chiêu một cho mình, cài máu thấp nhất hoặc là phần trăm lớn nhất tùy anh em thôi. Nếu bạn nào mà chưa tự tin với khả năng trừng trị của mình đấy thì cài phần trăm lớn nhất giúp anh em trừng trị các lính quái rồng rồi tà thần nó hiệu quả và chính xác hơn. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong một vài món trang bị bước đầu của Ziu. Anh em thấy được rằng kẻ địch có Phoenix và Ngộ Không. Đây là hai con bài có thể sốc đam bạn và nếu không cẩn thận có thể bị Phoenix nó out. Nên khi chúng ta tung chiêu hay cố gắng đợi Phoenix. Đúng rồi đấy, đợi Phoenix vận dụng xong chiêu 2 và chúng ta chơi. Như vậy nó mới hiệu quả được thằng này. Còn khi đối đầu với Dexcha, hạn chế sốc đam bởi cô nàng đó nó có chiêu cuối. Thế nó mới đáng lòng anh em. Gặp cái bọn nó chiêu cuối kiểu không bị sốc được thì Ziu chúng ta càng phải đánh cẩn thận hơn. Sắp tới thì Ziu thần mộng mị chúng ta có một cái bộ trang phục free. Nhưng anh em hỏi là ui sao dạo này gà giá nó thảo thế nhỉ? Thì anh em ơi, có cạnh tranh thì người được lợi nhất đó chính là người chơi. Vậy nên các bạn không việc gì phải lo
lo lắng và đang tan cả, sẽ có liên tục các trang phục và các tướng free gửi đến cho anh em. Và điều anh em cần làm là gì? Đó chính là tham gia, đợi và nhận mà thôi. Quá đơn giản đúng không nào? Hello, như mình đã nói là phải đợi nó dùng chiêu 2. Nhưng mà tầm này trụ bắn gắt quá anh em, là phải dùng luôn chiêu. Nhưng mà ai dè cái thằng Phoenix nó lại không có chiêu 2, nên mới buồn chứ. Nhưng mà thực ra mình nghĩ là nó bị câm lặng anh em ạ. Nó bị câm lặng, sau đó bị khống chế từ anh cả Floor. Rồi sau đó là làm sao mà chơi. Thôi lên bảng tàu điểm số cho nhanh anh em. Cái thằng Phoenix là nó bị tàu lượn hơi bị nhiều rồi. Mặc dù là đang có lợi thế và mình nhìn ngắm cái thằng Ngộ Không hơi nhiều rồi, nhưng mà mình giao trách nhiệm đó cho Floor đi. Mình cứ làm cái lượt rừng anh em ạ. Nhiều bạn cứ thấy là xanh đúng không ạ? Cứ thích nằm đợi chờ kẻ địch và sau đó đợi bọn nó vào dọ là chơi. Đấy ấy. Trời ơi, khổ thân Floor. Vì con Vera nó đóng băng cái à, không phải gọi là hôn gió một cái. Thế là lên bảng thôi. Xin chào Ngộ. Ồ, anh Ngộ đâu rồi? Úi trời ơi, anh Ngộ áo luôn cái pha hôn gió của con Vera. Vậy thì Ngộ làm sao mà sống được hả anh em? Trừ khi cái thằng Ngộ nó chơi hẳn hai lần tàng hình thì gọi là còn ấn ấn một chút nhá. Còn không là mình cứ chơi thẳng mặt thôi. Lấy luôn cái bùa, đó chính là tắm mỡ rồng. Cái bùa tắm mỡ rồng này anh em nhìn cứ gọi là sơ sơ đúng không ạ? Nhưng hơi bị quan trọng đấy. Nó kiểu gần giống như kiểu bùa đỏ kết hợp với tắm mỡ rồng. Lại còn nếu mà các bạn có chơi bị tớ nào kiểu như mặt nạ Berit hay là tức gì nốt thì thực sự đau. Nó bật chiếc cuối kìa. Đợi đợi đợi. Đấy, đấy, hết tiếp chiếc cuối rồi, chơi được đi các bạn ơi. Thơm. Thơm. Cái thằng Rick Chan chạy nhanh đấy không anh em? Không là tôi chơi nó thiệt hà. Người anh em Grack pha này kéo hơi bị nguy hiểm đấy nhá. Nguy hiểm quá anh em. Pha vừa rồi mà cũng bị khống chế liên tục là thằng Ngộ Không nó phụt cho một cái. Lại hai anh em lại lên thớt thì chết dở. Lúc đấy thằng Ngộ Không nó lại bị xanh. Nên anh em nào mà chơi Grack ấy thì chú ý một chút. Trời ơi, đồng đội đang thấp máu. Mấy ông cứ chơi thế này chết dở. Như lúc là đồng đội thoát cả team anh em. Liên tục farm lính. Và thôi thì mình đã farm lính cái đường rồng này thì cho Zeal nó cho Bio nó nhảy lên cái đường mít thôi. Mà cái đứa Bio này nó thông minh lắm anh em. Nó thế là nó bảo là thôi mày lên làm con đường của tao ấy, thì tao xin cái con quái nhỏ trước khi ra đường mít thì mà tối đa cái lượng vàng. Mà thôi anh em, nó xạ thủ mà, mình có thể kỳ kèo với nó được. Nấp đấy xem thằng này đi qua không. Mình nghĩ là cái thằng Phoenix, nhưng mà không, đồng đội mình đẩy cao quá anh em. Nấp ở đây, nấp ở đây hơi bị lâu rồi, nhưng mà chưa thấy cái gì ạ. Mình nghĩ là mình phải đi farm mất thôi. Không biết thằng này nó còn chưa cuối không ta. Nghi ngờ còn lắm anh em. Tính là cho nó sốc đam mà nó kịp làm gì. Nhưng mà thôi, người tính có bằng trời tính chạy thôi anh em. Cho anh Rat giải quyết còn phần còn lại. Làm hết rồi nha Rat ơi. Làm hết rồi anh em. Câu chiêu cuối nè, cấu đỉa máu nè. Rat chỉ cần đơn giản là đạp phát chiêu 2 thôi. Đấm quả chiêu cuối. Thế là thôi xong rồi. Lên bảng lên thất. Nói chung là chơi đếch cha anh em phải dụ nó dù chiêu cuối. Hoặc là anh em phải khống chế không cho nó bật được chiếc cuối thì bạn mới có thể chơi dễ dàng được. Đặc biệt là Zeal nhà mình đấy ạ. Các bạn đầu tiên là phải từ từ khắc ấn cái nội tại lên đầu cái thằng Dexcha trước, và là kẻ địch trước. Sau đó chúng ta mới có thể chơi dễ dàng được nhá. Floor solo với Ngộ Không à. Hãy cố gắng có chiêu 2 ở trong mình để mà có thể luôn sẵn sàng cho pha tấn công và đánh nhau nhá. Sắp tới thì cái soi mắt soi sáng này bị bỏ đi thì anh em chơi có bị tướng sát thủ sẽ tiện dụng hơn, thực sự luôn á. Và khi đó anh em mới thoải mái hơn trong các việc công cụ, đó chính là ép chủ, ép đường đúng không nào. Bây giờ xuống hỏi thăm anh Ngộ Không nào. Ngộ Không này lì lắm anh em. Kéo. Ô hay bạn ơi. Không đùa với anh em chứ tôi nói thật là đồng đội mà có kiểu khống chế như Grack thì khiến cho như anh em nào đánh Zeal và đánh ra nhiều vị tướng kiểu gọi là máu giấy nhưng mà đam to cảm thấy rất là ổn áp. Kiểu kéo về một cái mình sốc đam. Thế là kẻ địch lại phải bó tay chịu trói thôi anh em. 23-4, trời ơi anh em. Với KDA này bọn nó chỉ là GG trong sớm một đội. Kéo lại hay nữa nè. Câu được luôn chiêu cuối của Dexcha kìa. Được thực sự Grack. X chỉ mong là cái trận đấu nào mà đi đơn cũng gặp một người trợ thủ gọi là có pha kéo hút hồn kẻ địch như vậy thôi. Chỉ cần như vậy. Ôi hay, trời ơi bạn ơi. Làm thế đi, kẻ địch sao chơi bạn. Làm thế bọn nó sao chơi đây. Khổ thân anh Ngộ Không, Vera quá cơ.
cứ kéo lại lên bảng. Bây giờ mình đang đợi nè, đợi xem Gdak có thể làm thêm một cái pha kiến tạo tiếp theo ha. Kiến tạo ai cũng được Gdak ơi. Phoenix hay là thằng nào, bất kể thằng nào luôn. Anh Ngộ định liếm láp kìa, định liếm đằng sau, định mrem đằng sau kìa. Đích trao chiếc cuối chúng ta, mình nghĩ là còn anh em, mình nghĩ là còn thì nó mới có thể hổ báo như vậy được. Floor đang múa, anh Floor đang múa được Phoenix rồi kìa. Tiếp theo là ai đây? Rồi, thằng kia không kịp luôn anh em. Tầm này chắc là win thôi anh em. Và các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè để họ biết để vào nhận cái bộ trang phục nhá. Còn nếu anh em nào bị lỗi gặp gọi là trang phục thên, tại sao em làm xong mà em vẫn không mở được, thì công bố với anh em đã bán mất mấy cái mảnh kia rồi thì làm gì có gì để mở đúng không nào. Và đó là Zil sắp tới nhận bộ trang phục free Zil mộng thần mộng mị. Các bạn chậm quá nhé. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.